Phút thu Phan Thiết cùng Loco Thứ Thiệt phần 2. Lần này mà mọi người lưu lại là đủ cho Phan Thiết mấy ngày luôn nha. Vì tổng cộng là mình đi 2 lần gom lại cho nên sẽ rất là nhiều. Lần đầu tiên trong đời để ăn mì Quảng Vịt cũng như là bún bò dơ. Ok, sẽ bắt đầu với buổi sáng trước nha. Lần đầu tiên tôi ăn món bún bò lạ lùng như thế này ở Phan Thiết đó mọi người. Chỗ này là bún bò rau răm nha, hay còn gọi là bún bò dơ. Cái tên lạ lùng được người Phan Thiết truyền miệng bấy lâu nay. Món bún này thì đơn giản hơn so với bún bò Sài Gòn rất là nhiều. Tinh hoa hội tụ trong cái nồi này bao gồm cả nước lèo và topping. Và đây một tô đầy đủ topping là 35 cành bao gồm huyết, thịt bò nạm gân, bún sợi nhỏ. Bonus thêm một cái tô rau răm để trên bàn sẵn. Ai ăn bao nhiêu thì bỏ vô bấy nhiêu. Lúc đó mình đúng kiểu mở mang tầm mắt luôn á mọi người. Mà cái tinh hoa cũng nằm ở đây nha, rau răm càng nhiều thì càng ngon. Tuy rất là đơn giản thôi nhưng mà sáng nào quán nào cũng đông khách cực kỳ. Nhưng mà tại sao gọi là bún bò dơ thì mình vẫn chưa biết, hay là vì mọi người vứt rác ở phía dưới chân luôn. Ai biết thì giải thích giúp mình với nha. Buổi trưa thì tụi mình tấp qua chợ Phan Thiết để ăn. Nghe đồn là đồ ăn nhiều lắm nhưng mà giấc trưa nào chứ 3 giờ chiều giống như tụi tôi là ra còn cái nịch thôi đó. Cả đám vứt vác được một ít rau mực chiên nè, trứng mực hấp, chả mực, ăn lạ lạ vui vui để sức chiều ăn tiếp. Mọi người có thể gọi phần thập cẩm cũng được, tầm 30 cành cho một phần á, ăn kèm với dưa chua, rau răm và muối tiêu cũng như là tương ớt cay. Mấy cái quầy này nằm ngay trước cửa chợ luôn nên rất là dễ tìm, các bạn tấp xe vào đá chống là có thể ăn được rồi, không cần phải gửi xe luôn nha. Ngoài này thì cái bánh này gọi là bánh que vàng, giống với bánh bột lọc nhưng mà size nhỏ hơn, ăn kèm với mắm và hành phi rất là ngon nha. Còn đây là cái món lạ lùng tiếp theo mà mọi người nên thử khi tới Phan Thiết, gọi là món mì Quảng nhưng mà lại không phải nấu theo kiểu Quảng Nam. Nó đặc trưng tới nỗi mà thằng em mình ở Phan Thiết kêu là nhất định là chị phải thử món này cho biết á. Mì Quảng ở Phan Thiết thì sẽ có thịt vịt, thịt heo, huyết luộc, ăn với nước lèo chan ngập sữa bánh. Đặc biệt là phần cổ, cánh và đùi thì hết rất là nhanh. Mỗi phần như vậy là tầm 35-40 cành. Quán mà em mình dẫn mình đi có tên là mì Quảng Nhí. Chỗ này thì nó đang từ nhỏ rồi cho nên rất là quen thuộc. Mỗi lần ghé đều được giảm giá nữa chứ. Và cái khác biệt rõ nhất là cái sợi mì ở đây sẽ nhìn giống như sợi hủ tiếu vậy á. Có hai loại là màu trắng và màu vàng luôn nè. Thêm rau ăn kèm nữa, salad, húng quế, húng bạc hà. Và ta-da, nhìn màu sắc rất là hấp dẫn luôn nha. Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi ăn mì Quảng Vịt luôn á. Còn bình thường sẽ là mì Quảng gà, tôm, thịt trứng, vắt thêm một tí chanh và trộn thêm một ít rau. Sự kết hợp hài hòa giữa nước dùng thơm ngọt, sợi mì mềm dai, cùng miếng thịt vịt và thịt heo được chiên đậm đà, ớt cay cay nữa kích thích vị giác lắm luôn á. Và lưu ý trước cho mọi người là món mì Quảng này cũng sẽ thiên về phần ngọt nhiều hơn nha, do khẩu vị địa phương nè. Một cái điều lạ lùng là tôi vẫn chưa hiểu tại sao ở Phan Thiết với Phú Quý người ta lại ăn ngọt hơn so với các vùng khác ở miền Trung. Bạn tôi người miền Tây còn kêu là ở Phan Thiết ăn ngọt hơn. Bởi vậy lưu ý trước cho mọi người khẩu vị ở ngoài này là vậy nha. Tà buổi chiều ở Phan Thiết thì tụi tôi đi tắm biển, chỉ ăn sương sương như vậy thôi. Mua ở gần đó thôi cho nên không có nhớ chỗ. Bạn nào ở Phan Thiết biết chỗ ngon thì chỉ tụi mình nha. Chứ bữa đó mua tụi tôi cảm thấy là nó không được ngon lắm á. Chứ mà chỗ ngon thì tôi đã nhớ địa chỉ rất là kỹ rồi. Điểm cộng là buổi chiều mát mẻ ra đây ngồi ăn cũng chill lắm. Cuối cùng thì ở Phan Thiết nên đi cà phê ở đâu? Đây là cái quán mà mình đã lưu rất là lâu rồi mới có dịp ghé nè. Nghe cái tên thôi cũng thấy an nhiên rồi, Phàn Lạc. Một chiếc quán xinh xắn vintage đáng thử, nằm dưới tán cây nhãn lớn, mát mẻ và bình yên lắm đó. Tiếc là đi tối cho nên không có quay cho mọi người xem hết vẻ đẹp ở đây. Hứa là lần sau ra Phan Thiết sẽ quay lại chỗ này thêm lần nữa. Đây, còn bạn nào mà muốn đi cà phê view biển thì mình sẽ gợi ý cho mọi người một vài chỗ. Đầu tiên chỗ này tên là quán Mơ Hoang, phía trước có dàn hoa giấy rất là xinh và có view biển. Nhưng bữa tôi đi đúng bữa quán ốp mới đâu chứ. Nhìn lọt qua cái khung cửa thấy bên trong khá là xinh. Tiếp theo là một quán tên là Đường Chân Trời cũng khá là hay á. Cuối cùng là Ocean Coffee, quán siêu rộng và có cả view biển. Chỗ này mọi người có thể ngắm hoàng hôn rất là ok la. Lưu lại để lâu lâu ăn chơi Phan Thiết thôi nào. Và mình là Jenny Travel. Bye bye.